Ronaldinho cũng có được phần thưởng xứng đáng của mình khi là cầu thủ ấn tượng nhất vòng 6. Đội xuất phát của các cầu thủ SHB trong trận đấu này trong khung thành đó là thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu, số 90, số 7 Trần Văn Trung, số 10 Trần Trung Hiếu, số 11 Trần Quang Vũ, số 16 Trương Minh Đức băng băng đội trưởng, số 21 Đồng Xuân Huynh và số 77 Nguyễn Anh Tuấn, huấn luyện viên trưởng là ông Lê Tuấn Tú. Hôm nay trung vệ của thôi rất nguy hiểm và đưa về tương đối bất cần. Đây là trận đấu mà SHB sẽ đẩy cao đội hình ngay. Dùng chân tốt của Minh Hiếu, Hiếu Hino bỏ bóng khá hay, không được. Một tình huống sút về phía cột xa sẽ là tốt hơn với pha bóng vừa rồi. Cú đá góc hẹp thực sự rất khó có thể trở thành bàn thắng. Ta hãy nhìn cái cách mà Quỳnh Đen nhập cột 2. Trương Minh Đức khoảng trống. Một pha chuyền bóng gây bất ngờ của Trương Minh Đức. Quả bóng mà đội trưởng bên phía SHB hoàn toàn có thể tung ra một cú sút. Đức Tử Lợi đang bị đau sau pha bóng vừa rồi. Không ai có một va chạm nào với Trương Minh Đức cả. Thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu, họ đã thay thế 3 người với sự xuất hiện của Dương Út, Khả Thơ và Hiếu Hoa Lan. Vừa rồi Trương Minh Đức đã phạm lỗi với Hiếu Hoa Lan và anh phải nhận một thẻ vàng. Và bóng rất nguy hiểm. Hiếu Hino quá người, Hiếu Hino dứt điểm không được. Chúng Nam Định đáy biên căng ngang không qua xâm nhập trong bóng vừa rồi. Và căng ngang của Tuấn Đông Tâm. Và bóng hay đến từ tình huống đột phá đầu tiên của Hiếu Hino, tạo ra được đủ sóng gió trước khung thành của LC. À, Quang ơi, vẫn còn Tuấn Anh. Không ai khác cả, lại là Tuấn Anh Junior. Chớp thời cơ quá nhanh, dứt điểm bằng chân không thuận. Tỷ số đã được mở trong trận đấu ngày hôm nay, đó là điều vô cùng cần thiết vào lúc này. SHB lại tiếp tục gặp khó khăn. Pha truy cản không quyết đoán, Hiếu Hà Lan đã vượt qua hai cầu thủ bên phía SHB, đó là Hiếu Hino và Vũ Savi, nhà ngược lại cho Tuấn Anh Junior và đó là bàn thắng cho LOC. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Hải An đã có được tác dụng trong hiệp thi đấu thứ hai này với sự xông xáo của cầu thủ trẻ Hiếu Hà Lan. Rất mạo hiểm. Và dứt điểm khá hay của Khả Thơ của cầu thủ LOC. Tân Co và lắc của Tân Co. Ôi, không vào, pha đổi người chính xác của thủ môn Văn Tú. Rồi đã có lỗi của các thủ SHB. Phản công cho LC, không có lỗi. Tuấn Anh. Bóng vẫn còn trong sân. Đúng là không có một pha phạm lỗi của Dương Út trong pha bóng vừa rồi. Cú trượt chân của Vũ Sa Vì và anh tự va vào người của Dương Út thôi. Một quyết định đúng của các trọng tài. Tới Muller. Dứt điểm, không vào, vẫn không vào. Và đặt lòng cuối cùng là của Hoàng Sơn. Không được, cú đá thẳng khá nguy hiểm và tỷ số là 2-0 cho các thủ LC. Một pha bóng quá khó và LC đã làm quá tốt trong tiếng vừa rồi. Thi Văn Hòa là cầu thủ đã có bàn thắng, không thể tin được. Rất khó có thể thành công ở pha vuốt bóng vừa rồi nhưng Thi Văn Hòa đã làm được, không khác gì một quả phá bóng cả. Bóng đi quá hiểm hóc, tuyệt vời.
sẽ là một những bàn thắng đẹp nhất ở vòng thi đấu thứ 7 này dành cho Thi Văn Hòa của EOC. Là những pha tấn công rất bế tắc của cầu thủ EHB. Hoàng Treo đáy biên không được. Nghe nói đây là một mùa giải rất xuống của Thái Rony. Anh không còn sung sức như mùa giải trước nữa. Lên bóng cho EHB. Cơ hội và đổ người chính xác của Hồ Văn Tú. Cơ hội hiếm hoi, lên bóng cho một thế chống trải của cầu thủ EHB. Dứt điểm vẫn không vào. Đà Lạt khá hay nhưng dứt điểm thì bỏ sang ngang. Và dứt điểm của Thái Rony. Đôi khi cầu toàn ở thời điểm này làm điều thực sự không cần thiết. Tấn Đồng Tâm dứt điểm. Đã có bàn thắng rút ngắn của Tấn Đồng Tâm. Nhưng có lẽ đây cũng sẽ là sự kết thúc của trận đấu này. Cùng xem lại pha dứt điểm của Tuấn Đồng Tâm. Và đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về cao thủ EOC và không còn cơ hội cho EHB nữa khi cách biệt và phút bù giờ là quá lớn. Hai bàn, ba điểm dành cho EOC là một điểm số xứng đáng với những gì mà họ thể hiện trong trận đấu này. Bàn thắng của Tuấn Anh và Văn Hòa là những bàn thắng rất đẹp. Tuấn Đồng Tâm chỉ đem lại một chút hy vọng cho EHB ở những phút cuối, đó là bàn thắng danh dự mà thôi. Cầu thủ xuất sắc nhất vòng thi đấu thứ 6 Tuấn Anh Junior cũng đã thi đấu tuyệt hay trong trận đấu này. Và những ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc buổi tường thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.